quý vị là anh em, bạn bè, gia đình, người thân của anh em đất cảng Hải Phòng. Và các quý vị là những người đã dành rất nhiều tình cảm cho vùng đất và con người đất cảng. Ngày hôm nay đã có mặt tại đây tham dự buổi họp mặt thường niên của Hoa Phượng Đỏ mừng xuân. Thưa toàn thể các quý vị, có đi qua những ngày bão giông mới thật trân quý, những ngày nắng lửa, và có đi qua những ngày tháng lockdown thì mới thật trân quý những dịp gặp gỡ bạn bè, anh em, đặc biệt như buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay sau 3 năm giãn cách vì đại dịch Covid-19 thì chúng ta lại có dịp một lần nữa được cùng với nhau chia sẻ những vui buồn và gìn giữ truyền thống của quê hương Việt Nam theo đúng những tiêu chí mà các anh chị em của ngã năm đất cảng Hải Phòng, những người tổ chức buổi gặp mặt hôm nay hướng tới. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Trọng Hùng, đại diện cho ban tổ chức anh chị em ngã năm đất cảng Hải Phòng, sẽ có một vài lời phát biểu để chương trình chúng ta được bắt đầu. Xem được chưa, là hai phần. Phần thứ nhất là nhạc thính phòng do nhạc sĩ Nguyễn Thế An và Nguyễn Thế Khải và các anh chị em trong cộng đoàn hát những cái bài hát tình ca của đất nước. Rồi chương trình 2 thì sẽ do anh nhạc sĩ Hùng Vương đảm trách. Chương trình này thì rất là sôi động bởi vì là trong cộng đoàn mình rất nhiều người hát hay, đúng không? Đấy, thế là các anh chị nào mà hát thật hay đấy thì có thưởng, đúng không? Phải hát hay mới lên. Mà đã lên ấy là phải hát máu lửa vào để cho ở bên dưới người ta nhảy loạn xì động lên. Đấy. Hát không hay cũng có thưởng luôn. Đấy. Tôi xin thay mặt anh em Hải Phòng sẽ cảm ơn tất cả các quý vị đã bỏ nhiều thời gian quý báu đến để mà chung vui cái ngày hôm nay. Và bây giờ show sẽ được start right away. Ok, bây giờ sẽ là bắt đầu. Tiếp theo xin mời đội lân của chúng ta, các anh đến từ Hamilton. Xin mời các anh. Của quê hương Việt Nam thân yêu, mong các anh các chị lì xì để cho đội lẫn nó khỏe một tí, hiểu không? Lẫn hôm nay về không khỏe là các chị đuổi ra ngoài chết. Thank you.
xin quý vị cho đội lân của Hamilton một tràng pháo tay nhiệt liệt. Cảm ơn tất